Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì trong video ngày hôm nay đó, mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm nuôi cá bé màu Corred của mình ha. Thì cái dòng Corred đó là một cái dòng chi nhánh nhỏ trong cái dòng cá bé màu mắt đỏ Albino nha mọi người. Nó chỉ là một cái nhánh nhỏ thôi. Thì hiện tại thì mình có Corred kể cả Full Red luôn ha. Thì mình sẽ nói Corred là nói riêng, nhưng mà các bạn có thể áp dụng chung cho những dòng mắt đỏ khác vẫn ok nha. Mọi người có thể xem sau cái video này thì mọi người mang tính chất tham khảo nha mọi người. Mọi người có thể xem và đúc kết kinh nghiệm cho bản thân mình. Thì mình sẽ nói về cái việc xử lý nước khi mà nuôi cá bé màu coi dòng mắt đỏ này. Cái thứ hai là cái chế độ chăm sóc ha. Trước tiên thì mình sẽ nói về cái xử lý nước. Thì cái dòng này á, cái dòng mắt đỏ này nó nhìn chung á thì nó cũng không khắt khe lắm trong cái việc và xử lý nước ha. Chỉ cần các bạn làm như thế nào cho cái con cá nó quen với lại cái nguồn nước của bạn khi mà đem cá, nó mới đem cá đem về á, các bạn làm cho nó thuần nước, cho nó khéo, cho nó ok là được. Và mọi người nhớ kỹ, thuần nước ở tuần thứ nhất, tuần thứ hai là mọi người bắt đầu thả ra hồ lớn, bắt đầu cho nó dung nhập á, từ lúc mà bắt đầu cho nó nhập bầy hoặc là thả ra hồ lớn chuyển hồ cho tụi nó đâu đó, thì mọi người nên là ngừa bệnh nha. Ở cái khoảng thời gian đó rất là quan trọng. À, nhiều bạn thất bại, nhiều bạn khá là nhiều trường hợp, mình gặp khá là nhiều trường hợp trong cái quá trình thuần đó ha. Nhớ ngừa bệnh ha. Khi mà con cá bé màu nó đã quen với lại cái nguồn nước của mọi người rồi thì mọi việc trở nên là đơn giản rất là nhiều. À, thì bình quân mọi người nuôi thì 3 ngày, mọi người nếu mà kỹ thì 3 ngày, 2 ngày, 3 ngày các bạn hút cặn một lần. Chú ý khi mà hút cặn đó, thì không nên là hút quá nhiều, 30% nước là được rồi ha. Nếu mà cặn nhiều quá, nước dơ quá, khi mà mọi người cho ăn rồi á, nó dơ rồi, con cá nó đi phân rồi nhiều ở dưới á, nó dơ quá thì các bạn nên là hút, có hút nhiều chút xíu cũng được, nhưng mà khi mà chăm lại á, khi mà chăm chăm nước lại đó các bạn chú ý ha, chăm ít thôi. Khi mà hút 30% các bạn chăm lại 15% thôi, chăm hơn nửa ngày mai qua ngày hôm sau các bạn chăm hơn nửa nữa là nó sẽ đảm bảo nhất ha. 130% vẫn được, nhưng mà nó không có đạt đến độ kỹ lưỡng tới cái mức cao nhất ha. Mọi người chăm lượng nước ít nhưng mà chăm 2 ngày 3 ngày, chăm tới ngày thứ ba là mọi người hút cặn lần nữa rồi, không đó, đó là cái bí quyết để mà giúp cho các bạn nuôi là cực kỳ tốt cái dòng này về cái phần mà thay nước ha. Đừng có bao giờ mà thay full 100%, trừ khi nào mà tệ dữ lắm mình mới chịu phép, mình mới làm thôi. Còn nếu không kiểm soát tốt á, là tầm khoảng 3 ngày là ok. Đó. Về phần mà cái chăm sóc. Chăm sóc thì sau một quá trình mà nuôi cái con cá này mình cũng không lâu lắm. Nhưng mà mình rút ra được một cái đặc điểm mọi người cần phải chú ý là cái con cá này nó cực kỳ nhạy cảm. Ha. Nó cực kỳ nhạy cảm với lại cái việc thay đổi nhiệt độ nha các bạn, cực kỳ nhạy cảm với việc thay đổi nhiệt độ. À, mỗi lần mà thời tiết giao mùa, trời mà từ nóng chuyển sang lạnh đột ngột quá thì nó rất là dễ bị vô nấm bệnh túm lắc đồ các kiểu. Thì mọi người nhớ là kỹ lưỡng cái phần này, là khi mà thời tiết thay đổi đột ngột thì mọi người giao mùa rồi đó, thì mọi người cứ việc là ngừa bệnh cho nó ok ha. Ngừa bệnh trong vòng 3 ngày đến 5 ngày trong cái khoảng thời gian đó ha. Vệ sinh hồ cho sạch rồi ngừa bệnh nha, chứ mà để khơi khơi vậy ngừa bệnh cũng không được. Cái thêm một cái đặc điểm nữa là sau một mỗi bầy cá đó mọi người ai mà nuôi cá mà bán ha, sau mỗi bầy cá thì các bạn cứ việc là vệ sinh cái hồ cá cũ nha, chứ đừng có để luôn cái hồ đó mà nuôi nữa thì rất là dễ bị bệnh ha. Con là cái mầm bệnh nó nằm trong hồ đó, rất là dễ bị bệnh. Cho nên là mọi người nên là kỹ kỹ phần đó. Nên là vệ sinh xong rồi hả, thả cá mới vô ngâm hồ một thời gian rồi hả, thả cá mới vô nha, chứ nếu không là nó rất là dễ bị nấm ha. Còn cái việc thức ăn á thì nó cũng như những con khác thôi, nó không yêu cầu gì nhiều về thức ăn lắm đâu. Độ đạm tốt là ok rồi. Thì mình hiện tại mình đang cho cám ăn cám in vi ha. Hoặc là các bạn có đồ ngon nào ngon hơn thì bạn cứ việc cho ăn ha.
không có ép buộc các bạn phải cho ăn cá này, cá mắt đỏ này khó, phải cho ăn Artemia rồi full, không không cần thiết như vậy. Mọi người có cái gì mọi người cứ việc là cho ăn cái đó vẫn ok bình thường ha. Nhưng mà vào cái lúc giao mùa đó thì các bạn nên hạn chế một số loại thức ăn mà có khả năng mang mầm bệnh cao vào hồ á, thì các bạn nên hạn chế lại đó. Rồi tiếp theo, nếu mà mọi người mà muốn mà nuôi cá mà lên đầu đẹp thì ngoại trừ cái phần mà gen con cá nó của các bạn nó phải tốt ra, gen con cá giống nó phải tốt ra, thì cái điều kiện tiếp theo mà mọi người cần phải đáp ứng đó là ánh sáng. Con cá này nó lên sáng cực kỳ đỏ đẹp luôn, khi mà các bạn đầy đủ ánh sáng cũng như là sáng nắng vô chiếu chút, chiều nắng vô chiếu chút, có ánh nắng á thì nó sẽ lên màu rất là tươi, rất là đẹp ha. Khi mà mọi người muốn mà cho nó lên màu nhanh á thì mọi người cung cấp những cái loại thức ăn ha, những loại thức ăn mà có mang những cái sắc tố như màu đỏ màu vàng rồi đó ha, như vitamin A rồi đó, thì có nhiều sắc tố đỏ và vàng đưa vô thì nó sẽ rất là lên màu rất là nhanh. Kích thích cho con cá lên màu rất là nhanh, cái đó là kích thích tự nhiên chứ không phải là hóa học nha mọi người, kích thích tự nhiên chứ không phải là hóa học. Bởi vì có một vài loại thuốc kích thích trên thị trường có bán đó ha, nhưng mà mình muốn kích thích tự nhiên thì mình kích thích bằng thức ăn. Các bạn cho ăn những loại thức ăn có mang sắc tố đỏ thì nó sẽ lên màu rất là ok, cộng thêm là ánh nắng đồ đầy đủ, ánh nắng đầy đủ vô là tốt ha. Đó là một số mà những điểm mà các bạn cần phải chú ý khi mà nuôi cái dòng cá với màu mắt đỏ này ha. Mắt đỏ này thì chỉ có lên cái màu đỏ core red đồ hoặc là full red đồ đó ha, dòng core red đó. Đó là những gì mà mình muốn nói trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng với mình là ngắm nhìn những đàn cá của mình nha, cho cá ăn rồi ngắm tụi nó thôi chứ cô không có làm gì hết trơn. Chiều rồi, bây giờ là mình cho ăn chiều đó mọi người. Ha, thêm một cái nữa, nếu mà có khả năng các bạn cá nó đã quen rồi đó, mới khi mà bắt cá về đó, mọi người đừng có bỏ gì ngoài cá và nước nha. Ba cái này nè không cần thiết, than đá cũng không cần thiết, chỉ cần cá và nước thôi. Trong quá trình làm nước chỉ cần cá và nước thôi, khi mà nó đã quen rồi mọi người muốn trang trí gì cũng được ha. Đó, cái phần trang trí này á thì nó sẽ giúp cho các bạn nó nè, như bỏ trầu bà vô thì nó sẽ hút một cái số mà chất từ cặn phân từ thức ăn thừa đó ra ra khỏi cái nước, nó sẽ hút, nó sử dụng cái phần đó thì con cá của mình nó không có bị ngộ độc và nó cũng không và nó cũng khỏe hơn đó. Hiện tại thì mình cũng đang ngừa bệnh vô cái đàn này nè mọi người. Mình hầu hết bị gì thời tiết kỳ cục quá, thời tiết rất là kỳ cục vào cái thời điểm này. Bây giờ buổi chiều mà mình đứng vào đây mình chảy mồ hôi à, nhưng mà tối thì nó lại lạnh thôi. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình.